Ma túy vẫn đang là một nỗi lo, là hiểm họa trên toàn cầu. Ở Việt Nam cho đến tháng 9 năm 2014, theo thống kê của ngành chức năng cho thấy hiện có hơn 200.000 người nghiện trong hồ sơ quản lý. Và trong khi đó, ma túy vẫn đang tiếp tục len lỏi vào từng gia đình với nhiều dạng thức tinh vi khác nhau, kéo theo nhiều bi kịch cho từng gia đình. Và tham gia chương trình Góc Nhìn ngày hôm nay là doanh nhân Lê Trung Tuấn sẽ kể về những ngày tháng đen tối nhất của mình khi dính vào ma túy trước khi trở thành một người có ích cho xã hội. Tôi thì lạm dụng ma túy, hay có thể nói đúng hơn là nghiện ma túy trong vòng 6 năm. Khi mà bị phụ thuộc vào ma túy thì không có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Họ chỉ nghĩ làm tất cả mọi cách để làm sao có tiền sử dụng ma túy. Có những người có thể sẵn sàng ra tay giết bố, giết mẹ, hay có thể là sát hại anh chị em cũng chỉ vì ma túy. Tôi nghĩ tôi mất rất nhiều. Mất lớn nhất của tôi chính là tuổi trẻ, là khát vọng sống. Mất đi cả những cái phần tôi gọi rằng là những cái suy nghĩ tối thiểu của một người con đối với cả bố mẹ mình hay đối với cả những người thân của mình. Ma túy là một sản phẩm kinh dị nhất của loài người. Nó đày đọa con người, đưa con người tới như rất là nhiều những cái ngả rẽ khác nhau trong cuộc đời mà họ không thể tưởng tượng được. Ma túy cũng đày đọa con người trong khổ đau, hận thù và lầm lạc. Thưa quý vị các bạn, và có mặt trong trường quay ngày hôm nay là anh Lê Trung Tuấn, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Viện Nghiên cứu Tâm lý Người nghiện Ma túy. Xin chào anh Tuấn. Vâng, xin chào anh Chí, chào các quý vị khán giả. Tức là nếu mà ngồi ở đây, nếu mà có một ai đi qua mà nói là ai là người nghiện thì chắc chắn người ta sẽ nói là tôi, chứ không bao giờ nói là anh đã từng là một người nghiện, đúng không? Tôi không thể hình dung được tại sao trước đây anh là một người nghiện ma túy. Con đường nào đã dẫn anh vào con đường nào? Ai cũng đi qua những thời tuổi trẻ của mình. Trong những cái thời khắc đi qua những cái năm tháng đấy thì chúng ta xuất hiện cả những cái việc như muốn khẳng định cái tôi của mình, hay có cả một chút nào đó cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Hơn nữa là chúng tôi không hề được học, không hề được dạy, không hề được biết một chút gì về ma túy. Chính những cái con đường này đã dẫn tới khi mà gặp ma túy, tôi đã không có đủ sức mạnh để từ chối nó, và cũng không đủ hiểu biết để có thể rời xa nó, và cuối cùng thì đã nghiện ma túy. Trong suốt 5 năm chìm ở trong ma túy thì cho đến giờ thì còn những cái gì mà con ám ảnh anh đến bây giờ không? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Sự ám ảnh của nó là ánh mắt của những người mẹ, sự đau khổ của những người vợ mà trên cái quãng đường 5 năm nghiện và 15 năm quay trở lại đến bây giờ, tôi đã chứng kiến những cái hình ảnh đau khổ của những em bé khi vào trong các trung tâm cai nghiện thăm bố. Đấy chính là sự ám ảnh lớn nhất. Ngoài ra, những cái hình ảnh của bố, của mẹ tôi trong những cái năm tháng đau thương đấy có lẽ không bao giờ có thể nguôi quên được. Nó sẽ theo tôi như một cái hành trang để tôi luôn cảnh giác, để tôi luôn đủ sức mạnh để đối đầu với nó trong tất cả mọi tình huống có thể xảy ra trên cái con đường mà mình sống, mình làm việc. Trong suốt 5 năm đấy, anh có một cái hành động nào mà khiến anh phải ân hận không? Tôi nghĩ rằng là bất cứ một người nghiện nào, nếu như gia đình ở mức độ trung lưu, thì khi đã nghiện từ 2-3 năm trở lên rồi thì đều phải làm tất cả những cái gì tôi gọi là xấu xa nhất. Tôi cũng vậy, tôi cũng không nằm ngoài trong cái phạm vi đấy. Tôi cũng đã phải đi ăn trộm, tôi cũng đã phải đi ăn cắp, tôi cũng đã phải đi làm rất nhiều những cái việc xấu khác để có thể lấy tiền sử dụng ma túy. Trong cái khoảng 5 năm đấy thì đến năm thứ bao nhiêu thì gia đình anh biết là anh đã nghiện hút? Đến năm thứ 2. Tức là anh đã giấu được gia đình được hơn 1 năm. Hơn 1 năm tính từ ngày sử dụng ma túy. Thì đến năm thứ 2 thì nó kiệt quệ về mặt tài chính. Rồi nó suy kiệt về sức khỏe. Thì lúc đấy gia đình tôi mới biết rằng tôi đã nghiện. Cha của anh là đã từng tham gia cả kháng chiến chống Mỹ đúng không? Yeah. Thì khi mà họ đón nhận cái tin một đứa con của mình như thế thì cái biểu hiện của gia đình như thế nào? Có sốc lắm không ạ? Tôi nghĩ là sốc. Nó là một sự kinh khủng đối với bố tôi.
Thế nhưng mẹ tôi thì cũng vẫn bàng quang, bởi vì bà cũng không biết, không hình dung được cái sự nguy hiểm là cái gì, như thế nào, không thể hình dung ra được rằng là con sau này con mình nó sẽ đi về đâu. Thì ngày đấy tôi vẫn đang là lớp trưởng của một cái lớp của trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh. Thì cũng không bao giờ có thể nghĩ rằng ma túy nó có thể là biến con mình trở thành một người nọ người kia, hay có thể nói đúng hơn rằng là trở thành một con quỷ nói tiếng người và đi bằng hai chân. Gia đình nhà tôi thì cũng phải chia sẻ với cả anh Chí là họp rất nhiều lần, họp để tìm giải pháp tháo gỡ ra một con quỷ trong gia đình để làm sao có thể quay trở lại làm con người. Thế nhưng mà gần như tất cả những lần họp rồi những cái quyết định đưa ra nó đều vô dụng. Câu chuyện của cá nhân tôi thì cái thời điểm đó tôi cũng làm rất là nhiều nhà, cũng tương đối là khá giả. Nhưng mà tôi có chị gái, tức là hơn tôi 5 tuổi, nhưng mà có một cái sự rất là tinh ý và hiểu biết về xã hội, thì hình dung được tất cả và tìm mọi cách để ngăn cản. Và thậm chí nhiều lúc mà đến lần thứ tư, thứ năm rồi thì quyết định là buông, và còn quay về nói với mẹ tôi là thôi kệ nó đi, thả nó ra đường. Tức là tôi cứ bỏ đi miền biệt 3 tháng, 5 tháng nhiều lúc. Thì mẹ nhớ quá mới bảo chị là đi tìm nó về đi. Thì chắc chắn là chỉ trong vòng 2 ngày chị có thể tìm tôi bất kể ở nơi nào ở Hà Nội. Và lúc đó chán nản đến cái mức mà bảo thôi để cho nó đi, mẹ đừng đi tìm nữa. Đấy là cái sự cực đoan của một người chị gái. Ở nhà anh thì gia đình đã có bao giờ một cái biểu hiện nào cực đoan mà gần như là muốn rời bỏ hay là vứt bỏ anh luôn nữa? Tôi nghĩ là điều đấy vô cùng là khó đối với gia đình nhà tôi. Bố mẹ tôi rất là thương yêu tôi. Mặc dù phải chịu rất nhiều sự kỳ thị của xã hội, nhưng bố tôi thay vì mắng tôi thì chiều nào cũng vậy, bố đều lên trên nhà trên và bố kể chuyện về những cái năm tháng khó khăn của bố. Những cái năm bố tôi thì lại mồ côi từ thuở nhỏ, 3 tuổi bố tôi đã mồ côi. Thế nên mỗi một buổi chiều bố tôi toàn lên kể, rồi những cái con đường dẫn bố tôi vào bộ đội, rồi những năm tháng chiến đấu, năm tháng hy sinh như vậy. Bố tôi không dạy tôi, không có một cái mục đích gì rằng là sẽ là giáo huấn, là bắt mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia. Nhưng ông dạy tôi bằng một thứ tình thương như vậy. Chính những cái điều như thế mà nó như những cái giọt nước, nó như những cái mầm thể hiện, nó cứ lớn dần trong con người của mình. Còn mẹ tôi thì mẹ có thể cãi nhau với một bà hàng xóm cũng chỉ vì bảo vệ rằng là con tôi nghiện sử dụng ma túy, nhưng đấy là quá khứ và bây giờ con tôi không có nghiện nữa. Có một chuyện hơi riêng tư một chút, là tôi được biết là hình như là người vợ trước của anh là đã rời bỏ anh khi anh nghiện ma túy, đúng không? Vợ tôi cũng chỉ giống như hàng trăm hàng nghìn những người vợ khác, không thể ở nổi với một con quỷ nói tiếng người và đi bằng hai chân. Có thể lúc này đang khóc, lúc sau lại cười, buổi sáng làm việc thiện, buổi chiều làm việc ác. Chính những cái điều như thế mà tôi nghĩ rằng cô ấy ra đi là đúng. Còn ngày đấy thì tôi rất yêu cô ấy, và nó cũng là một sự đau khổ chứ. Nhưng tất cả những sự đau khổ đấy sau này tôi chuyển hóa nó thành hành động. Tôi chuyển hóa nó vào sự căm thù của ma túy, để tôi quyết tâm làm một điều gì đấy thực sự rằng là nó sẽ giúp ích được cho nhiều người trong xã hội này. Trong cái giai đoạn đấy anh có cảm nhận được hay là chứng kiến được nhiều cái sự kỳ thị đối với cả anh cũng như đối với gia đình của mình không? Không phải những là kỳ thị mà còn kỳ thị rất là nhiều. Tôi nhớ tôi cai nghiện được 3 tháng rồi. Thế nhưng khi trong một lần mà mình đi từ chợ về, thế thì về đến ngõ nhà thì gặp 5, 6, 7 các em nhỏ nhỏ 11, 12 tuổi đang chơi bi với cả chơi nịt. Thế thì nhìn thấy tôi thì các em reo lên rằng là chúng mày ơi chạy đi, thằng Tuấn nghiện nó về đấy. Thế thì lúc đó cũng là gần trưa mà. Từ các ngõ ngách bố mẹ chạy hết ra bế con vào. Như kiểu tôi là một người hồi, như kiểu tôi là một người mà sẵn sàng lây bệnh truyền nhiễm ra cho tất cả mọi người. Đấy là cái giây phút sụp đổ. Và sau đó chỉ trong vòng khoảng vài phút đồng hồ tôi đã quyết định đi sử dụng ma túy. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không còn giá trị nào để sống, để tồn tại. Bởi vì có cố gắng đến đâu thì họ cũng vẫn nghĩ rằng tôi là người như vậy. Nên chính vì thế mà tôi đã đi sử dụng lại ma túy ngay, chỉ sau có khoảng 5-6 phút.
Câu chuyện của anh vừa xong là một cái biểu hiện tương đối phổ biến, tiêu cực của những người nghiện ma túy. Anh có bao giờ trong suy nghĩ mình có những hành động, suy nghĩ mình sẽ tính đến những hành động còn tiêu cực hơn nữa như thế không? Mỗi một lần tôi đủ thuốc và tôi chỉ thích tự tử. Bởi vì tôi nghĩ rằng cuộc sống mà để phụ thuộc vào một điều gì đấy, vào một cái gì đấy, thì mình sống không còn là cá nhân mình. Đó là sự phụ thuộc. Cần phải có nó mới có thể tồn tại được. Chính vì thế mà tôi suy nghĩ không phải nói là tiêu cực, mà tôi muốn giải thoát. Sau rất nhiều lần cai nghiện không thành công, cũng 5-6 lần, cũng không phải là ít, tôi đã lựa chọn những cái con đường ví dụ như tự tử. Bởi vì tôi nghĩ chỉ có cái chết sẽ mang tôi, mang cả nó đi cùng. Vì càng cố gắng bao nhiêu, càng không thể cai nghiện được từng đấy. Vậy thì tồn tại để làm cái gì? Khi mà mẹ mình hàng ngày cứ héo mòn như vậy, bố mình cũng như vậy. Thà bố để mẹ khóc một lần đau đớn còn hơn rằng là cái sự đau đớn nó âm ỉ ngày nọ qua tháng kia, nó đày đọa về thể xác, về tinh thần. Nên chính vì vậy mà cứ mỗi một lần mà chơi thuốc xong, tôi đều có ý định tự tử. Và cái điều này tôi đã thực hiện không dưới 3 lần để lựa chọn cái con đường là lên kết thúc. Có thể nói ở đây đấy là những cái điều mà tiêu cực nhất mà mình đã trải qua. Những con mắt kỳ thị của xã hội dành cho người sử dụng ma túy hiện nay tương đối phổ biến. Rất nhiều người nghĩ rằng đã sa chân vào ma túy là không có đường về. Nhưng cuộc đời của Lê Trung Tuấn đã chứng minh điều ngược lại. Tôi sẽ chiến đấu với nó tới khi nào tôi không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa. Chứ không phải nghĩ rằng là mình đã thoát khỏi. Với tôi luôn cảnh giác với ma túy trong tất cả mọi chỗ, mọi lúc và mọi nơi. Tôi đã đi rất nhiều, tham khảo rất nhiều các phương pháp cai nghiện trên thế giới. Tôi cũng đã tham khảo rất nhiều những cái phương pháp, những bài thuốc cai nghiện tại Việt Nam. Nhưng nó không đáp ứng được. Tôi mới thành lập ra cái viện này. Cũng có thể giúp được nhiều người hơn. Họ có thể từ bỏ được ma túy mang tính chất bền vững và không bao giờ họ có thể tái nghiện quay trở lại. Tôi mong muốn đó là làm cách nào để cho các em học sinh sinh viên không đi vào con đường sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Và cái mong muốn thứ hai là tôi mong muốn làm sao có thật nhiều nẻo về, có thật nhiều người sẽ tìm được cái con đường quay trở lại với đời sống xã hội bình thường. Thưa anh Tuấn, đích đến của một con nghiện thì có khi là nhà tù, có khi là ở một cái nghĩa trang hẻo lánh nào đó. Còn đối với anh thì đó là việc hoàn lương, là trở về với gia đình để làm được những công việc có ích. Thì tôi được biết là có một cô gái đã giúp anh có tìm ra được con đường về hướng thiện đó. Thì anh có thể chia sẻ một chút về câu chuyện này không ạ? Có lẽ rằng cái ánh mắt của cô bé khi đứng trước cái thời khắc quyết định mình có ra tay để cướp sợi dây chuyền của cô ấy không, hay mình dừng lại, đây chính là cái ánh mắt mà cũng đã giúp tôi rất nhiều. Mỗi một khi tôi nghĩ về vấn đề ma túy hay trong những lúc sử dụng, tôi cũng nghĩ về vấn đề này. Tôi nghĩ đấy là một cái ánh mắt như kiểu là một người nào đó sắp bị giết hại. Nó đau khổ, nó tuyệt vọng và nó làm cho con người của mình trở nên bừng tỉnh. Ngay giây phút đấy trở nên bừng tỉnh, liệu mình có phải là một con người không, hay đang ẩn chứa trong con người của mình là một con quái vật, là một con quỷ chứ không phải là một con người. Thì chính cái ánh mắt đấy đã làm thức tỉnh, đã lôi cái phần người trong tôi gọi là cái linh hồn của chính tôi ra để mà tranh đấu. Và cuối cùng thì tôi đã chiến thắng, tôi đã vứt dao đi và gần như rằng sụp xuống để khóc cho quá khứ của mình, khóc cho hiện tại của mình và cả khóc cho sự đau đớn của mình khi mình không vượt qua được. Sau đó anh có tìm cách nào để tìm lại cái cô gái đấy về sau này không? Hơn 15 năm nay tôi vẫn cố gắng đi tìm, vẫn cứ miệt mài đi tìm với ngõ hầu rằng một ngày nào đó tôi hy vọng có thể tìm được cô ấy giữa biển người này để có thể nói với cô ấy một lời cảm ơn, chỉ là một lời cảm ơn thôi, và cũng để thỏa những cái gì là mong ước của mình. Bởi vì tôi thuộc tiếp người ơn đền oán trả, rất song phẳng nhưng cũng rất nặng tình. Bởi vì những cái gì đã qua thì trong đó cái ánh mắt của cô ấy là một cái hành trang không thể thiếu trong cái cuộc đời của tôi sau này.
trong cái quá trình mà vật lộn đi lên để làm người. Về bây giờ thời đại công nghệ và có mạng xã hội, mà nếu mà anh nhớ được chi tiết về ngày tháng năm và giờ giấc cuối khu vực anh định gây án thì tôi nghĩ là cái việc nó không hề khó đâu. Tôi cũng đã cố gắng thử rất nhiều, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có hiệu quả. Tất cả khoảng 6 lần. Lần lâu nhất thì chỉ giữ được khoảng 3 tháng rồi lại tái nghiện trở lại ngay. Tôi được biết là cái môi trường để mà tái nghiện nó rất là buồn cười, nó có nhiều lý do. Có những tôi biết có những người cai nghiện được thành công được 2 năm rồi, rất là khỏe mạnh, đi làm, đi ra đường tự nhiên gặp lại một anh bạn nghiện cũng đã cai nghiện được rồi. Hai ông ngồi tâm sự với nhau và tự nhiên trong não nó đánh thức lên một cái ý thức gì đấy thèm muốn về ma túy. Hai ông quyết định là thôi rủ nhau đi vui một tí bằng ma túy và lại nghiện lại cả hai. Tức là bởi vì cái môi trường nó gợi, tức là nhìn vào những cái lặt vặt liên quan nó cũng có thể tái nghiện. Thì năm trong năm lần tái nghiện anh của anh có những cái lý do nó có buồn cười lắm không? Nó cũng như vậy. Nó lần thì có những lần mà mình đã cai nghiện được 3 tháng rồi, đào những cái rãnh nước mà tôi gọi là để cách ly với cả thế giới bên ngoài, chỉ để mục đích làm gì là cho mình khỏe mạnh lại và mình muốn quên nó đi. Thế nhưng mà khi lên rồi thì lại gặp ngay ông bạn hàng xóm, ông bảo ơi ra đây ngồi nói chuyện. Thì lúc đấy mình cũng quyết tâm cao, bảo rằng là thôi tôi không nói chuyện với ông nữa đâu, tôi bỏ rồi. Thế ông bảo có nói chuyện, có rủ mày đi chơi ma túy đâu, cứ ra đây ngồi nói chuyện với cả tao cho nó vui. Và thế là hai người ra ngồi nói chuyện, thì nói chuyện xong 15 phút thì tôi lại chính là người rủ anh ấy đi chứ không phải là anh ấy rủ tôi. Điều đấy để nói lên được rằng là sau này khi nghiên cứu vào phương pháp mà chống tái nghiện của Viện Nghiên cứu Tâm lý Người Sử dụng Ma túy, tôi đã hiểu ra hoàn toàn cái quá trình đấy nó là như thế nào. Cũng như anh nói, cái quá trình ghi nhớ và não bộ trong trí nhớ của người nghiện dẫn tới là khi người nghiện chỉ cần gặp lại những người bạn nghiện chứ không cần nhìn đến ma túy mà cơ thể họ đã xuất hiện cái sự phản ứng rất là dữ dội, thể hiện bằng sự đau bụng, nổi da gà, bồn chồn, dạo dực. Và những cái lúc này thì họ mong muốn được sử dụng ma túy để giải quyết được triệt để tất cả những cái vấn đề đấy. 15 năm rồi, nhưng tôi nghĩ tôi chưa bao giờ mất cảnh giác với nó. Kể cả đến giờ phút này ngồi đây cũng chưa bao giờ tôi mất cảnh giác với nó. Ở trong tôi nó đã hình thành lên những cái động cơ tuyên chiến với ma túy rất lâu rồi. Và sau này tôi hiểu rằng nếu như nó được nuôi lớn, nó được lung lấu hàng ngày thì nó sẽ trở thành một sự quyết tâm rất là lớn. Sau lần thứ 6 mà bắt đầu cai nghiện, có thể nói là thành công rồi, đến phút này anh không ngừng một phút nào là cảnh giác ma túy. Thế nhưng mà để lấy lại được niềm tin, lòng tin với cả những người thân, bạn bè thì nó có quá khó khăn được anh ạ? Tôi nghĩ đây chính là những cái điều mà từ xưa đến nay chúng ta không dạy những người nghiện. Chứ có một ai dạy những người nghiện. Chúng ta có đầy đủ hết tất cả những trường lớp từ tự kỷ rồi từ kỹ năng sống rồi nọ kia. Nhưng mà chưa có ai dạy những người nghiện cách nào để họ đối đầu, cách nào để họ vượt qua. Tôi có toàn trêu các gia đình rằng là họ đều là những người có thần kinh thép. Họ phải đủ bản lĩnh để họ vượt qua được tất cả những cái sự thị phi như vậy. Và điều quan trọng nhất đó là họ không buông tay người thân của họ. Và không buông tay thì người thân của họ còn con đường trở về rất là rộng mở. Cái khó khăn lớn nhất chính là công khai mình. Tôi thực sự rằng là để công khai được mình tôi đã phải nghĩ mất gần 2 năm. Thế nhưng rồi tôi nghĩ nếu như mổ xẻ cuộc đời mình ra mà để nhiều cuộc đời khác lành lặn thì đấy là sự hy sinh xứng đáng. Tất cả những khó khăn như là mất bạn bè hay là gặp khó khăn người nọ người kia, đã quá đánh giá về quá khứ thì tôi đều nghĩ tới, nhưng rồi vẫn cứ quyết tâm vượt qua. Bởi vì tôi nghĩ quá khứ dù sao là vẫn là quá khứ. Tôi nhớ một câu nói rất hay, đó là chỉ khi nào chúng ta nói về mình thì lúc đấy chính mình mới tự tha thứ cho mình. Một cuốn sách được xuất bản năm 2013 có tựa đề Nẻo Về. Đây là cuốn tự truyện của anh Lê Trung Tuấn, trong đó miêu tả chi tiết những bi kịch của số phận, những giằng xé nội tâm cho tới cuộc chiến khốc liệt với ma túy. Nó cũng cho thấy những khao khát được trả nợ cuộc đời. Một con người được sống và tồn tại trong thế giới loài người với những cái đồng loại của mình, họ cất lên những cái tiếng kêu gào mong muốn được đồng loại, mong muốn được cộng đồng xã hội có thể cứu họ, nhưng những cái tiếng kêu gào đấy của họ đều chỉ có thể bay vào không trung và họ cô đơn giữa chính đồng loại của mình. Chính những cái lúc giây phút đấy tôi nghĩ rằng có lẽ mình cần phải mổ xẻ cuộc đời mình ra, có lẽ cần phải viết lại những cái năm tháng khổ cực nhất để cho những người trẻ, những người chưa bao giờ biết đến ma túy hãy nhìn vào nó, đọc vào nó để rồi tránh xa nó.
để xuất bản được cuốn sách đấy là cả một sự giằng co rất là lớn. Thế nhưng mà cuối cùng tôi vẫn quyết định công bố cuộc đời mình. Công bố cuộc đời mình có thể nói rằng là trong nước mắt. Nó rất là buồn. Buồn bởi vì khi mình nói về mình không phải bằng những cái điều mà tôi gọi là vinh dự, mà khi mình nói về mình lại bằng tất cả những cái thói hư tật xấu của một con người. Thế nhưng tôi muốn để xã hội hiểu thật rõ hơn về người nghiện ma túy. Dù như thế nào, trong sâu thẳm trái tim của họ, họ vẫn là một con người, họ cần được giúp đỡ. Xin hỏi anh Tuấn một chút, ở trong cái quyển tự truyện Nẻo Về này thì là anh viết trong thời gian bao nhiêu lâu ạ? Tôi bắt đầu viết bằng những cái mảnh vụn chắp vá của những cái dòng ký ức khác nhau từ năm 2008. Thực ra thì ngày đấy cũng không định viết đâu. Thế nhưng mà trong một lần ở đường Thân Nhân Trung ấy, trong thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chỗ đường Cộng Hòa rẽ vào, thì có cái cây xăng ở đấy. Thế thì một buổi sáng thì tôi ra nhìn thấy cậu em, cậu ấy ngáo đá, cậu ấy chém tay của bố. Cái tay của người bố thì gần đứt lìa rồi, máu phun xối xả. Nhưng cái tay còn lại vẫn cứ cố ôm con. Bởi vì họ nghĩ rằng là đấy vẫn là con họ, chứ đấy không phải là một con ác quỷ nữa. Nên chính cái giây phút đấy tôi nghĩ rằng tôi cần phải viết. Cần phải làm cách nào đó, dù là nhỏ thôi, nhưng có thể chặn bàn tay của ma túy lại. Vậy thì nó là cái gì? Thì mình cần phải viết lại hết toàn bộ cuộc đời của mình, để mà đưa ra cả đắng cay cả tủi nhục, để mà cảnh báo, để mà làm sao mà có thể giúp phần nào ngăn chặn cái sự hủy diệt của ma túy. Bởi vì tôi cũng nghe là có nhiều người nói là anh Lê Trung Tuấn viết quyển này là để tự lobby cho những một cái chiến dịch kinh doanh về sau, hay để PR bản thân. Nhưng mà tôi bằng cái sự linh cảm của tôi không cho là như vậy. Bởi vì không có ai mang những cái câu chuyện tương đối tối tăm của mình ra để PR cho một cái gì. Anh có nghĩ thế không ạ? Tôi nghĩ rằng là những cái điều đó đến bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng nhất những gì tôi hay cùng các anh chị em ở viện PhD đang làm, nó là thuận ý trời, thuận lòng người. Đấy là những cái điều mà tôi luôn tâm niệm và cho nó là quan trọng nhất. Còn nếu để nói về mình thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều con đường để lựa chọn, và tôi không chọn con đường này. Sau khi cuốn sách này phát hành thì anh có nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc cũng như những cái người mà đã từng có hoàn cảnh giống anh, là đã nghiện ma túy hoặc là thân nhân của những người nghiện ma túy không ạ? Sau khi cuốn sách này phát hành thì tôi cũng nhận được vài nghìn bức thư. Vài nghìn. Có hàng trăm cuộc đời đến bây giờ đã được thay đổi từ khi đọc cuốn sách này. Hàng trăm cuộc đời đã nghiện ma túy và bây giờ họ đã thay đổi từ khi họ đọc cuốn sách này. Có rất nhiều các em học sinh sinh viên đã nói lời cảm ơn. Sau khi đọc cuốn sách, họ hiểu hơn về ma túy, họ biết hơn về ma túy. Và cũng có rất nhiều phụ huynh học sinh gọi điện nói chuyện với tôi, cảm ơn vì cái cuốn sách đã tặng họ. Anh chị cũng biết, trong một cái xã hội bây giờ, khi niềm tin bị giảm sút, tình yêu thương giữa con người và con người với nhau nó cũng trở lên nhạt nhòa, thì rất cần thật sự những người dám có thể chấp nhận hy sinh tất cả mọi điều, có thể hy sinh cả những cái điều mong ước của mình, những cái khát vọng của mình, để thực hiện những cái công việc lớn hơn, đó là có thể mang được cái tình yêu thương, thổi được cái tình yêu thương đến tới được nhiều người, mang trao đi, tặng đi những cái gì của mình có, với một cái mong muốn để xã hội nó tốt đẹp hơn. Được biết anh Tuấn đã thành lập một viện nghiên cứu tâm lý cho người sử dụng ma túy, và doanh nghiệp của anh là cũng giúp đỡ những cái người nghiện trở về hoàn lương, tìm được công ăn việc làm. Thì đó có phải là cách để anh trả nợ lại cuộc đời không ạ? Tôi đây có ngày hôm nay, mặc dù mình chưa là cái gì cả, mặc dù con đường đi của mình còn rất dài, nhưng đó cũng là một cách mà mình không phải là trả nợ, mà mình mong muốn xã hội sẽ có nhiều nẻo về hơn. Mình mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả những cái người tôi gọi là yếu thế. Mong muốn những cái sự đau khổ không còn hằn lên những khuôn mặt của những ông bố bà mẹ nữa. Đấy là những điều mong muốn. Chứ còn nếu nói về cuộc đời để trả nợ nó, thì tôi nghĩ không biết
có thể rằng là mình sẽ trả nợ nó đến bao giờ cho nó đủ và bao nhiêu thì mới gọi là đủ. Cái viện nghiên cứu của anh thì về cái hiệu quả của nó thì cụ thể như thế nào anh? Thưa anh chí, là đối với cả viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy BSD thì cái hiệu quả của chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua thì cái tỷ lệ người không tái nghiện trở lại lên tới 60%. Chúng tôi giải quyết được triệt để cả ba yếu tố y tế và tâm lý với xã hội đối với người nghiện. Họ được cắt cơn giải độc, họ được điều trị về vấn đề tâm lý. Tức là vấn đề họ được điều trị ở đây là để giải quyết triệt để cái nỗi nhớ ở trong trong não bộ của họ. Cái sự ham muốn trong não bộ của họ chứ không phải là sự vỗ vai động viên rằng là mày cố gắng đi rồi về thương bố thương mẹ đi, không phải. Người nghiện họ không quan trọng những điều như thế. Họ quan trọng là làm như thế nào họ gặp lại những người bạn nghiện, họ nhìn thấy nơi mua bán, nơi sử dụng, họ nói chuyện với những người bạn nghiện mà cơ thể của họ không xuất hiện sự phản ứng. Đó là những cái điều mà sẽ giúp họ vượt qua được ma túy. Thì chúng tôi đang giải quyết cái yếu tố đó là về vấn đề tâm lý. Còn về vấn đề xã hội thì cũng giải quyết được triệt để cho họ. Họ được rèn luyện đầy đủ các kỹ năng để họ thoát khỏi các cái tình huống có nguy cơ sử dụng ma túy trong đời sống hàng ngày. Vừa xong anh nói theo đấy là số lượng theo tỷ lệ phần trăm, thì cụ thể con số mà anh đã cai, cái viện của anh đã cai nghiện thành công là cho được bao nhiêu người rồi? Ở giai đoạn thử nghiệm cách đây gần 3 năm thì chúng tôi đã thử nghiệm và đến nay thì cũng được 40 trên 60 người thành công. Hiện nay thì chúng tôi đã có một cái trung tâm ứng dụng vào điều trị để mà thực hiện cái phương pháp này. Thì cái trung tâm này nằm ở Hà Nam và cũng đang trong cái quá trình làm thủ tục cấp phép. Trong quá trình đi tìm và tiếp cận với cả những cái bệnh nhân, những cái bệnh nhân của anh thì có một cái trường hợp cụ thể nào làm cho anh nhớ nhất đến bây giờ không? Thực ra có những trường hợp nó rất là đặc biệt. Nó thuộc về nhóm tính cách, về tâm lý của họ khác nhau. Rồi cái sự trượt dài trong cái con đường sử dụng ma túy của làm cách nào để có thể tái tổ chức được những con người như thế thì lại luôn là cái sự mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Có những người mà họ tới 12, 13 năm tù, cả cuộc đời của họ có thể là gần như là hình thành một khuôn mẫu người khác. Bởi vì những năm tháng tù tội như vậy, họ đã hình thành ở họ những cái nhân cách, cái tính cách cũng khác. Nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của chúng tôi và cái quan trọng nhất là cái quyết tâm của họ, đến nay sau một thời gian 3 năm, họ đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi đến mức độ mà chúng ta không thể nhận ra được. Từ một người gọi là xã hội như vậy, thế nhưng đến bây giờ họ lại quay trở lại, họ đi học đại học. Họ lại quay trở lại là những người con mà tôi nghĩ rằng là bố mẹ chỉ thầm trong mơ rằng là bao giờ nó được như thế, thì bây giờ đã trở thành hiện thực. Anh Tuấn đánh giá như thế nào về các cái mô hình cai nghiện tương đối phổ biến ở đất nước ta hiện nay ạ? Tôi nghĩ như này, tất cả những cái mô hình cai nghiện hiện nay ấy, thì nó cũng đều có tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên rằng là nó chưa được cao. Nó chưa được cao bởi vì chúng ta mới đang giải quyết được triệt để y tế, tức là cắt cơn giải độc, cách ly. Nhưng còn vấn đề tâm lý của người nghiện, còn yếu tố xã hội của họ khi trở về cộng đồng thì ai sẽ là người giải quyết cho họ? Và nếu như không giải quyết được triệt để những vấn đề này cho họ thì vấn đề tái nghiện lên tới 90% là điều hiển nhiên mà chúng ta vẫn đang phải chứng kiến hàng ngày. Tôi làm nghề báo mà tôi còn luôn luôn nghĩ trong đầu, một là nhuận bút của nhà báo, hai là thành tích của ngành công an, thì đó là sự xuống cấp của xã hội. Và với hôm nay tôi mới phát hiện ra là coi như hiệu quả của các trung tâm cai nghiện cũng là một sự xuống cấp của xã hội. Đấy, và tôi rất mong là chúng ta, bởi vì là một người làm báo mà tôi cũng ở bên ngành công an, thì chúng ta nên càng ít việc càng tốt, thì có khi lúc đấy xã hội đang sẽ tốt lên rất là nhiều, đúng không anh Tuấn? Dạ, đúng rồi. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn đã đến chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình cũng như về cuốn sách và những câu chuyện riêng về giúp đỡ người cai nghiện. Rất là cảm ơn anh và mong anh Thành Đạt có những cái nghiên cứu tốt nhất để đưa ra ứng dụng được cho xã hội. Dạ, xin cảm ơn anh nha chị, cảm ơn quý vị khán giả. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn lúc 9:30 sáng thứ Bảy tuần sau.